chào các bạn đã quay lại với clip của mình. Thì bây giờ trước mình có làm một cái bẫy chim bằng keo dính dồi á anh em. Thì hôm nay mình sẽ dùng keo để tiếp tục bẫy chim, mình sẽ dùng keo dính chuột nha. Dính chuột này thì nó to hơn, keo cũng nhiều hơn. Mình sẽ bẫy chim khuyên cùng với một cái máy máy túc. Đây, máy túc của mình. Bây giờ mình sẽ gác ở đây rồi mình bật máy túc lên. Sẽ vô kẹo vô tay đặt rồi mình thêm quấn nè, quấn rồi cái này cái keo nó nhiều hơn. Ở đây thì cây nó nhiều quá nên là để keo cũng hên xui lắm, rồi nhánh cây rất là nhiều. Cái chỗ nào mà nó trống cây á giác thì nó đậu lên thì nó sẽ dễ dính hơn. Rồi mình sẽ làm thử xem như thế nào. Có 500 đồng một miếng nè, mà nó keo nhìn như này luôn. Okay. Mình sẽ ráp như này luôn. Mình sẽ ráp dài phía dưới nữa. Mình muốn ngắm cây khô nè. Cho nó ra keo đều quấn. Bây giờ mình đã gác cây xong rồi mọi người. Đây, mình gác nhánh 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 này nè. Đó. Bây giờ mình sẽ bật cái máy. Máy chưa, cái chân mình chưa lên. Đứng ở đây. Ok, thì bây giờ mọi người sẽ cùng chờ đợi với mình nha. Thì mình sẽ đi chỗ nào đó để mình chờ đợi nó cho mình dính. Nha, thì nãy mình để bên kia nó không có dính nên là mình giờ nó qua đây dính hai con hai bên luôn. Đấy, hai con hai bên. Này là chim theo màu bông lau nha mọi người. Ok, được hai con. Mình sẽ tiếp tục thôi, thì mình cũng sẽ ngừng clip luôn.
thì có thành quả rồi nên là cũng không quay nhiều nữa. Mọi người thấy hay thì hãy đăng ký like chia sẻ với mình nha. Còn cái keo bên vô chim keo nãy bên kia thì không dính rồi nên là mình không có quay luôn. Mọi người theo dõi mình nha. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người clip sau.